5 tạ ngô được tách trong vòng 1 giờ đồng hồ là hiệu suất của chiếc máy bốc tách hạt này. Sau khi nổ máy, ngô bắp được đưa vào. Qua sự chuyển động của quả lu, hạt ngô sẽ được tách rời. Sau đó ngô được chuyển xuống mặt sàng để sàng phân loại. Dưới sự hoạt động của mặt sàng, hạt ngô và cùi ngô được tách rời và đưa ra ngoài. Nếu bóc bằng tay, 5 tạ ngô này phải mất 2 ngày với 10 người tách. Nhờ chiếc máy này của ông Viên, bà con đã có thể tiết kiệm được thời gian và công sức lao động. Tôi thì thường là dòng từ 2 đến 3 sào. Đấy là nói về ngô. Thì nếu mà từ ngày xưa mà chưa có cái máy, nói chung là ông chưa làm được cái máy ra, thì nếu mà tách bằng tay này thì 3 sào nhà tôi thì tầm cỡ phải 3 người, bình quân 3 người rẽ tay này thì phải mất khoảng gần 1 tuần, gọi 1 tuần. Đấy. Thì mới xong được. Còn từ khi ông có làm cái máy này thì nói chung là dân làng cũng nhờ ông đến gọi là đập ngô thì nó cũng nhanh. Ngự trong 3 sào ông chỉ đập khoảng độ 15-20 phút. Đấy. Năm 1997, khi ấy ông đã gần 70 tuổi, chứng kiến cảnh vợ con thức đêm thức hôm để bóc tách ngô, nhà chồng đến cả mẫu nên rất vất vả. Ông bắt đầu nghĩ làm sao phải làm bằng được một chiếc máy tách hạt riêng, lõi riêng cho vợ con đỡ vất vả. Sau khi đi phục vụ cho nhà nước được về nghỉ ngơi thì thấy rằng là cái sức lao động của bản thân và cái sức lao động của người dân về vấn đề nông nghiệp thì rất là cực khổ, mệt. Thế thì tự suy nghĩ ra để làm cái các loại máy để cải tiến cho người nông, cho gia đình và cho người nông dân, tức là giảm sức lao động và thu hoạch các sản phẩm của nông nghiệp nhanh chóng để khỏi bị hư hỏng thối nát. Nhưng việc chế tạo một chiếc máy tách hạt ngô như mong muốn không hề đơn giản như ông nghĩ. Sau 2 năm trời thất bại, ông bị vợ con chê trách, hàng xóm nói ông gàn dở. Nhưng cuối cùng thì trời không phụ lòng người. Đến cuối năm 1999, chiếc máy tách hạt ngô của ông đã thành công. Thì khi mà thành công rồi thì lúc bây giờ mới phấn khởi. Thì từ đó dân làng với các nơi nó tập trung đến nó mua về, nó giải phóng sức lao động cho gia đình. Hiện nay bây giờ còn đang cái mộng là làm máy cấy. Mà trong đó là cấy đủ kích thước với vùng ngoài Bắc 20 và 15, 10, đấy là hàng trông hàng con. Và còn yêu cầu là vấn đề tùy theo từng nước mạ, mà mạ chứ không phải là khay, không phải là gieo ống gieo thẳng như cả. Sáng tạo là không giới hạn. Dù đã có tuổi, nhưng ông Viên vẫn không ngừng lao động để cho ra những sản phẩm hữu ích giúp bà con. Hy vọng rằng trong tương lai, chiếc máy cấy như ông mơ ước sẽ được ông chế tạo thành công để giúp ích cho bà con trong sản xuất.